Thì do hôm nay là ngày nghỉ nên là ở ga nhìn rất là vắng. Chưa mọi hôm mà tầm này rất là đông. Nay là buổi cuối cùng của mình rồi. Hôm nay buổi sáng lên thi lý thuyết, xong luyện một chút tay lái, xong rồi buổi chiều, đầu giờ chiều thi thực hành là xong các bạn. Thì thi xong đậu là phát nhận bằng luôn. Thì mình học như thế này để mình chuyển việc các bạn. Thì lái xe nâng thì lương cũng đỡ hơn, với lại công việc thì cũng nhàn hơn, nên là mình quyết định đi học bằng lái xe nâng. Hai mấy hôm mình đi thì người xếp hàng chờ tàu rất là đông, hôm nay thì rất là ít, tại vì hôm nay là ngày nghỉ các bạn. Mình đi cái giờ này thì quen rồi, cứ 6:47 là có tàu. Line số 2 nha các bạn nhé, một tin Tokaido Line. Thì mình ghé vào đây mình nạp tiền trước đã nhé. Đây, khi mà nạp tiền thì các bạn ấn vào nút charge gì nè. Bỏ chợ tàu vào, xong rồi cho tiền vào. Mình nạp 2 sen thì mình sẽ bỏ 2 sen nhé. Mình đi học trên Chiba nên là cái tiền tàu rất là mắc. Đây 2 sen. 2 sen này tương tương với khoảng 400 ngàn. Mình đi hết 2 sen rưỡi. 2 sen rưỡi thì hết khoảng 500 ngàn cả đi cả về các bạn nhé. Ngày mà đi hết 500 ngàn tiền tàu thì khá là sót. Nhưng mà đó là công việc bắt buộc mà. Thì học ở trường này thì đăng ký có lớp là học luôn các bạn ạ. Chứ nhiều chỗ là phải đăng ký này, tới phỏng vấn này nọ các kiểu, phải mất một tháng hay hơn một tháng thì đấy thì họ mới xếp lớp cho. Còn ở đây chỗ mình hôm trước mình đăng ký ngày ngày 20 mà đến 25 vẫn đi học, 27 vẫn đi học kịp. Cái tàu này cũng chạy về hướng đấy nhưng mà phải đối tàu một lần nữa, nên là mình đợi cái chuyến 7:10. 7:10 cũng có một chuyến nữa. Hôm nay nó nhảy lên 7:13. Đây là trong cái đường hầm á, gió lùa vào thì rất là mát. Từ đây mà lên mặt đất thì tầm khoảng 20-30 mét. Kiểu họ làm cái rào chắn như thế này để cho người ta đi bộ gì ở này khỏi bị ngã xuống các bạn. Thì tàu đó phải cắn phải.
Tato action. Bắt đầu nó máy nâng càng. Và trong này lấy ballet rồi, để lại ballet lại không kia. Cua trẻ quá. Ừ. Bài thi là từ cái điểm xuất phát đây, bắt đầu bài thi đây. Đây vừa đi vừa chỉnh. Bài thi là từ điểm xuất phát đấy, xong rồi lấy cái ballet ở đây đặt lên cái đường kia, xong rồi lùi xe về chỗ ông kia là xong một bài thi. Rồi được rồi, đi đi, tốn thời gian quá, chỉnh gì mấy cái đấy. Té lưng đi. Hả? Rồi. Khi cái bánh xe nó ngang với cái cọc dọc này là mình bẻ tay lái luôn, thì vào nó mới vuông được. Nhưng mà tùy từng người, có người cái bánh sau chỉnh được ấy, quay chờ 90 độ ấy, nên là không sao. Đâm càng vào ballet thì có thể là chỉnh ngang dọc được. Đấy. Cho lưng lưng lên thi bài thi mà. Bấm đi, lấy điện thoại. Bốn anh em thi đậu lý thuyết rồi, đang đứng bên ngoài luyện một chút để tí nó thi thực hành nó là xong. Quay được, quay hết rồi. Khi mà vào lấy đồ thì móc một ít, xong rồi nâng lên để ra mép bên ngoài phía bên này rồi mới lấy luôn, chứ không có phải là đâm càng vô một phát là lấy ra luôn các bạn.
Đâu thế? Khi mà lấy bà lét xong rồi lùi về phía chỗ xuất phát, xong rồi tím lại về phía ông kia. Đây, rồi sẽ cho pallet lên đường này. Rồi lùi xe về phía này là xong một bài thi nha các bạn nhé. Một bài thi là gồm có lấy pallet xong rồi đặt lên pallet ở chỗ này. Xong rồi lùi xe về bên này. Tổng cộng thời gian là 6 phút. Đặt lên như thế, lùi ra xong rồi cho cái càng ra một chút, xong rồi nhấc hàng lên rồi đẩy cái pallet vào. Rồi, ok rồi. Rồi đâm thẳng đi. Khi mà một bài thi mình vào á, mình chỉ cần đặt pallet thẳng thẳng một chút thôi các bạn ạ. Nếu mà mình lùi mình chỉnh như này thì tốn rất nhiều thời gian. Ngoặt sang trái, ngoặt sang trái đâm vào là được. Ngoặt sang trái mà, ngược lại rồi. Lùi làm gì nữa? Khi mà cho cái pallet vào để lên cái kệ này các bạn thì cũng phải thắng một chút. Nếu mà để nghiêng thì sẽ bị trừ 3 điểm nhá. Được rồi, đừng có bẻ tay lái nữa, bẻ tay lái nữa là nghiêng. Ở trên cái kệ này thì có cái vạch này, nếu mà để vào trong cái vạch này thì sẽ ok. Đây các bạn nhá, những cái vạch trắng này này. Trong cái vạch trắng này là ok, nếu mà để lem ra cái ngoài vạch trắng này là bị trừ 3 điểm. Thì học bằng lái xe nâng như thế này đậu là nhận bằng luôn các bạn ạ. Hạ cần xuống, tắt máy là xong. Xuống là xong một bài thi. Đây, giờ đến trường.
Mình thì số theo số thứ tự thì mình là số 1. Mình thi đầu. À, ok. À, khi lên xe là khởi động máy xong rồi nâng càng. Hất càng mình trước rồi chạy. Xay vắt vào thắng luôn rồi. Ngon quá. Khi mà lấy hàng phải ngã cái ấy đằng trước. Khi mà di chuyển là phải ngửa nó lại về đằng sau các bạn. Cho cái càng nó khuấy cắn xuống đất đấy. Thấp càng xuống một tí nữa. Rồi ok. Trong bài thi nếu mà lùi là phải nhìn phía sau. Xác nhận kỹ thì mới được lùi. Nếu mà không lùi, không xác nhận thì sẽ bị trừ điểm, trừ 3 điểm. Mỗi lỗi là bị trừ khoảng 2 đến 3 điểm. Nhưng mà nếu mà chạm vào cái mốc này, chạm vào cột này là bị trừ 5 điểm. Đi mà ngã vào, lùi vào cái cột hoặc là va chạm với cột này đổ là coi như là bài thi không được tính. Coi như là phải thi lại. Đấy, tiếp tục lấy hàng rồi xong rồi lùi về chỗ xuất phát. Xong rồi chạy lại đường kia để lên chỗ cái kệ đường kia là xong một bài thi. Xong rồi lùi về phía đằng kia nhé các bạn nhé. Đây thầy cho mấy anh em luyện trước để tí nó vào thi. Rồi thắng ngay đây, đâm thắng vào là được. Rồi. Một bài thi đi từ đầu đường kia lại phía đầu đường này là 6 phút. Dưới 6 phút là đạt. Trên 6 phút thì vẫn đậu nhưng mà bị trừ điểm. Đây Tuấn quay cho anh phát Tuấn. Rồi rồi thắng rồi quá rồi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ lên lái thử cho mọi người xem nhé. Tắt máy thả dây xuống xe rồi mới tính bài. Đây. Đó, thầy hất nước. Đây là đồng chí Nguyễn Tân Sang thực hiện phần thi xe nâng YouTuber sang dù. Đấy ta thấy là anh rất là chuyên nghiệp.
Cái nhỏ.